Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 4 đô la cái token SDK. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, mọi người sẽ nhập mã các trang. Rồi, bấm chọn Continue. Sau đó join vào Telegram. Quay trở về. Follow Twitter và retweet bài đăng. Chọn theo dõi. Rồi, mọi người sẽ like và retweet lại cái bài đăng này. Sau đó quay trở lại. Tiếp tục join vào Discord. Rồi mọi người đánh vào dấu tích nhá. Like Việt Nam, quay trở về. Tiếp theo mọi người join vào website này. Rồi thì đây là website chính thức của nó nhá. Sau đó quay trở lại bot. Rồi tiếp vào kênh channel quảng cáo này. Rồi quay trở lại. Và sau đó thì sẽ retweet lại bài đăng ở trong kênh quảng cáo. Rồi. Mọi người sẽ tìm đến bài đăng của nó. Rồi, khi tìm đến bài đăng mọi người like và retweet. Sau đó quay trở lại bot này. Bấm chọn Submit. Rồi, chọn Don và gửi cho nó profiling của Twitter. Rồi, sau đó sẽ gửi cho nó username của Discord. Tiếp tục chọn Don này. Chọn Don tiếp này. Rồi, chọn Yes. Và gửi địa chỉ ví PEP 20. Rồi, chọn Static. Ok mọi người, như vậy mình đã dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.